Tính hiệu quả của việc sử dụng màng phủ nông nghiệp. Video được thực hiện bởi công ty trách nhiệm hữu hạn phân bón Bảo Minh. Hạn chế côn trùng và bệnh hại. Mặt màu bạc của màng phủ phản chiếu ánh sáng mặt trời nên giảm bù lạch, rề mềm, giảm bệnh do nấm tấn công ở gốc thân và đốm trên lá chân. Ngăn ngừa cỏ dại. Mặt đen của màng phủ ngăn cản ánh sáng mặt trời, làm hạt cỏ bị chết trong màng phủ. Điều hòa độ ẩm và giữ cấu trúc mặt đất. Màng phủ ngăn cản sự bốc hơi nước trong mùa nắng, hạn chế lượng nước mưa nên rễ cây không bị úng nước. Giữ độ ẩm ổn định và mặt đất tơi xốp, thúc đẩy rễ phát triển, tăng sản lượng. Giữ phân bón. Giảm rửa trôi của phân khi tưới nước hoặc mưa to. Ít bay hơi nên tiết kiệm phân. Tăng nhiệt độ đất, giữ ẩm mặt đất vào ban đêm hoặc thời điểm mưa dầm thiếu nắng, mặt đất bị lạnh. Hạn chế độ phèn mặn. Màng phủ làm giảm sự bốc hơi nước qua mặt đất nên phèn mặn được giữ ở tầng đất sâu, giúp bộ rễ hoạt động tốt hơn. Xin chân thành cảm ơn quý bà con đã xem video. Hẹn bà con ở những video tiếp theo. Chúc bà con canh tác đạt hiệu quả cao. Đăng ký kênh để nhận thông báo video mới sớm nhất.